Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog, người Long An, cuộc sống người Long An. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn món ăn đơn giản mà ngon đó các bạn. Đây cá trê kho các bạn, cá trê kho khô các bạn. Với đây cải hầm dưa, chấm nước tương, tương ớt. Đây chén cơm của mình đây. Bữa cơm đạm bạc mà ngon các bạn. Ăn cơm nhé các bạn. Đây bây giờ mình ăn cải hầm dưa trước đi, mình xé ra. Cá dưa quá trời luôn. Giờ thêm giả chấm tương thôi được rồi. Cá tê có khô. Ngon quá. Cái ngon mà dùng xương á nha. Dạ kho mà nó ngon chứ. Cá khô để ngon mới vậy. Mà để có tên những xương nhiều quá ha. Ngon cho nước miếng, nãy giờ nước miếng nãy giờ luôn á. Nó ăn dưa cải. Anh chúng ta nói là nồi cơm, cái em về anh mua cho em hộp cái nồi nha. Về kho ăn cơm. Gãi sắm quá ngon á. Ngon quá vậy. Ăn nóng lắm anh, rất ít thôi. Dạ. Ghé lại đi anh. Dưa cả thế ăn gì mới ngon nè. Xé này ăn ngon, cắt ăn đâu ngon đâu. Dạ 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 dạ. Nè, chị cả cái dục cái trên gì? Dục rồi.
bột á. Mời. Xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn vào đây các thông tin của người đó, nếu thích đăng ký kênh ủng hộ nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.